70 đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện Đất Đỏ đã đối thoại với chị Hồ Thị Ánh Tuyết, bí thư tỉnh đoàn. Tại buổi đối thoại, các đoàn viên thanh niên, cán bộ đoàn cơ sở đã bày tỏ ý kiến, trao đổi đề xuất với tỉnh đoàn xoay quanh một số vấn đề như đoàn viên thanh niên là học sinh trung học phổ thông, thanh niên nông thôn, không mặn mà với hoạt động đoàn tại địa phương. Kinh phí hoạt động, chế độ đãi ngộ dành cho cán bộ đoàn còn thấp. Định hướng hỗ trợ đoàn viên thanh niên ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong thời đại công nghệ số. Bí thư tỉnh đoàn chị Hồ Thị Ánh Tuyết đã lắng nghe đồng chiên chia sẻ và đáp thắc mắc của đoàn viên thanh niên huyện Đất Đỏ. Chị Hồ Thị Ánh Tuyết nhấn mạnh tổ chức đoàn cần không cần đổi mới phương thức giáo dục để theo kịp nhu cầu phát triển của đoàn viên thanh niên. Trước hết là việc nêu gương của cán bộ đoàn. Mỗi cán bộ đoàn phải là một tấm gương sáng cho đoàn viên thanh niên học tập noi theo. Đối với những đối tượng đặc biệt, cán bộ đoàn cần có phương thức, cách làm riêng để vận động họ chung tay với tổ chức đoàn tham gia nhiệm vụ chính trị xã hội của địa phương, phát huy vai trò thanh niên tiên phong trong chuyển đổi số.